Thưa quý vị, xác định việc lập lại trật tự đô thị, cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Trong số này, có mô hình tuyến đường kiểu mẫu, xanh, sạch, đẹp tại hẻm 322, khu phố 3. Tuyến hẻm 322 thuộc tổ 4, khu phố 3, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa có chiều dài hơn 700m với 90 hộ dân sinh sống kinh doanh buôn bán ở mặt tiền. Trước đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán cộng với lượng lớn xe máy, ô tô, lưu thông nên tuyến hẻm thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm. Thêm nữa, tình trạng mất vệ sinh môi trường thường xuyên xảy ra tại đây. Từ đầu năm 2023, thực hiện khâu đột phá của Đảng ủy phường Phước Trung về lập lại trật tự đô thị, xây dựng và môi trường trên địa bàn phường, tuyến hẻm 322 được nâng cấp, sửa chữa và chọn làm điểm triển khai mô hình tuyến đường kiểu mẫu xanh sạch đẹp. Thực hiện mô hình, ban điều hành, ban công tác mặt trận khu phố huy động người dân đóng góp gần 30 triệu đồng để lắp đặt thêm hệ thống đèn trang trí dọc hai bên tuyến hẻm, vận động người dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, lắp đặt cờ đúng quy cách, đồng bộ. Vận động thì họp dân trước, họp dân thì nhân dân đồng ý, ai cũng đồng ý để mình làm tuyến đường này cho đẹp hết, nên là vận động vì nhân dân đóng tiền rất là dễ, không có gì khó khăn hết. Đến nay, 100% hộ gia đình mặt tiền tuyến hẻm 322 đã ký cam kết đổ rác đúng nơi quy định, trang bị giá treo cờ đồng bộ. Hàng quý cùng với các đoàn thể phường, khu phố, người dân tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải. Đường sạch, sạch sẽ, thoáng, rồi cổng rộng đồ thoát nước tốt, điện chiếu sáng đồ cũng tốt. Với thêm mới đây cũng người dân cũng có là đóng góp để làm thêm những cái đèn đường á để trang trí thêm, thì con đường tự nhiên nó sáng hẳn lên và nói chung là người dân rất là hài lòng. Là người dân phóng cho sống trong cái khu phố 3, tổ 4 khu phố 3 phường Phước Trung thì anh rất là hãnh diện khi thấy đường trong khu phố từ đầu xóm tới cuối xóm khu phố là rất là khang trang sạch đẹp. Mô hình tuyến đường kiểu mẫu xanh sạch đẹp đã từng bước nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại nhiều tuyến hẻm khác trên địa bàn trong thời gian tới.